có 10 đến câu 22. Jacob rời Be'er Sheva, đi đến Charan. Ông đến một chỗ kia và nghỉ đêm tại đó. Vì mặt trời đã lặn, ông lấy một hòn đá gối đầu và nằm ngủ tại đó. Ông nằm mơ thấy một cái cầu thang nối liền từ đất lên trời, và các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên, đi xuống trên các bậc thang đó. Kìa, Đức Chúa Giê-hô-va đứng trước mặt ông và phán: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Abraham, tổ phụ con, cũng là Đức Chúa Trời của Isaac. Ta sẽ ban cho con một dòng dõi, con đất mà con đang nằm ngủ. Dòng dõi con sẽ đông như cát bụi trên đất, lan tràn khắp đông tây nam bắc, và mọi gia tộc trên đất sẽ nhờ con và dòng dõi con mà được phước. Này, ta ở với con đi đâu, ta sẽ theo gìn giữ đó và đem con trở về xứ này. Ta không bao giờ bỏ con cho đến khi ta hoàn tất những điều ta làm hứa với con. Jacob thức dậy và nói: Thật, Đức Giê-hô-va đang ngự tại đây này mà tôi không biết. Ông phát sợ và nói: Nơi này thật đáng sợ. Đây chính là đền của Đức Chúa Trời, chính là cổng thiên đàng. Sáng hôm sau, Jacob dậy sớm, lấy hòn đá gối đầu của mình, dựng đứng lên làm cây đủ và đổ dầu trên đỉnh chủ đó. Ông đặt tên nơi này là Bê-tên. Trước đó, thành này có tên là Luzer. Jacob khấn nguyện rằng: Nếu Đức Chúa Trời ở với con, gìn giữ con trong lúc đi đường và ban cho con bắn ăn, áo mặc, và cho con được bình an trở về nhà cha của con, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời của con. Hòn đá mà con đã dựng làm chủ sẽ là đền của Đức Chúa Trời, và con sẽ dâng lên Ngài 1/10 mọi thứ mà Ngài ban cho con. Mời quý vị đồng ngồi xuống. Xin cho chúng ta cùng đọc câu gốc buổi sáng hôm nay ở trong Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 15. Này, ta ở với con đi đâu ta sẽ theo gìn giữ đó và đem con trở về xứ này. Ta không bao giờ bỏ con cho đến khi ta hoàn tất những điều ta đã hứa với con. Là Chúa Đấng đã hứa với Jacob ngày xưa trong con đường tị nạn của ông. Chúa ở cùng ông luôn luôn, không hề bỏ ông. Buổi sáng nay, chúng con xin Chúa phán lời đó cho tất cả chúng con. Dầu ở đâu, thì chúng con biết rằng Chúa là Đấng luôn luôn ở cùng. Chúa là Đấng sẽ bảo vệ chúng con và không bao giờ bỏ chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Có lẽ đa số chúng ta là những người tị nạn, đúng không? Có thể nói những người Việt Nam tại đất Mỹ này đa số là người tị nạn. Nếu hỏi quý vị đã trên con đường tị nạn của mình như thế nào, thì có lẽ mỗi người chúng ta sẽ có những câu chuyện khác nhau, và mỗi câu chuyện của chúng ta nó có thể là rất là hấp dẫn, nhưng mà cũng có thể là rất là bi thương. Có người đã mất người thân, và có thể chính mình cũng suýt mất mạng trên con đường tị nạn. Và buổi sáng nay chúng ta học về Jacob. Jacob cũng là một người tị nạn. Người tị nạn là người phải rời xa cái chỗ ở của mình vì cớ tính mạng bị đe dọa, hoặc là họ sợ hãi sự bắt bớ về tôn giáo, về chủng tộc hay là về chính trị. Jacob đã bỏ nhà ra đi vì ông lo sợ cho tánh mạng của mình. Quý vị đã biết câu chuyện rồi phải không? Jacob có nghĩa là người nắm gót. Khi sanh bà Rebecca sanh Esau và Jacob, thì Esau ra trước và Jacob đi ra sau, nhưng mà ông nắm chân lại, thành ra đặt tên cho ông là người nắm gót. Và cái chữ người nắm gót còn có nghĩa bóng là người tiến đoạt. Ông đã tiến đoạt quyền trưởng nam của anh mình, và trong lúc cha là Isaac đã già, mắt đã mờ, thì ông đã giả làm Esau để tiến đoạt cái phước hạnh mà cha mình cho người anh của mình. Và Jacob
đã lường gạt cha và anh của mình. Và sau đó thì Ê-sao khi biết được điều này đã nói rằng cha ta sắp qua đời, sau khi lo tang chế cho cha ta giết giặc lắm. Bà Rebecca sợ câu chuyện của Cain và Abel lại xảy ra trong gia đình của mình, nên vội vàng sai Jacob đi về bên quê hương là ở Charan và tá túc ở nhà người cậu là Laban. Và bây giờ câu chuyện chúng ta đọc ngày hôm nay là câu chuyện Jacob đã bỏ nhà ra đi, và ông ra đi trong một cái sự vội vàng không kịp chuẩn bị. Ông ra đi mà không đem theo gì hết. Ông ra đi trong sự sợ hãi vì không biết đằng sau lưng của mình anh mình có chạy đuổi theo hay không, và trước mặt của mình thì không biết tương lai như thế nào, tương lai vô định, đi hướng nào đây, ban ngày ăn cái gì, ban đêm ngủ ở đâu. Và đêm nay ông đến một cái nơi gọi là Luzer, không có chăn, không có gối, không có điều gì hết, chỉ là màn trời chiếu đất mà thôi. Trong đêm tối không biết thú dữ có ra không, không biết cướp bóc có ghé không. Trong cái nỗi sợ hãi kinh hoàng đó, trong đêm tối đó, thì Jacob tưởng là mình là người cô đơn một mình. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời là ông không phải là người cô độc. Tại sao? Bởi vì có Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hiện ra với ông và Đức Chúa Trời đã nói chuyện với ông. Thưa các ông bạn chị em, nhiều lúc trong cuộc đời chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi một mình, chúng ta cô đơn, chúng ta không thấy rằng Đức Chúa Trời đang hiện diện ở bên cạnh chúng ta, Ngài hiểu hoàn cảnh của chúng ta. Tôi không biết cuộc đời các ông bạn chị em hiện ở đây ra sao. Chắc là có người lớn tuổi bệnh tật, có người phải ở trong nhà suốt mấy tháng vì cơ Covid-19, có người bị thất nghiệp, có người tài chánh đang lao đao, có người có sự tan vỡ trong gia đình, có thể mối liên hệ giữa cha mẹ con cái đang đổ vỡ, nhiều điều lắm tôi không biết. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng biết hết, Ngài biết hoàn cảnh của ông bà anh chị em. Chúng ta từng học câu chuyện của Aga. Aga không phải là một người đặc biệt, một người nổi tiếng, một người nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Nhưng mà dầu vậy, một cái số phận hèn mọn, bị xã hội coi thường đó, chỉ là một người nô lệ thôi đó, thì Đức Chúa Trời, thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng hiện ra và giải cứu. Jacob, một người tị nạn, đã được Đức Chúa Trời hiện ra. Thưa các bạn, trong buổi sáng hôm nay, bài đoạn Kinh Thánh này chỉ ao ước để lại cho chúng ta một ý là Đức Chúa Trời ở cùng các ông bà anh chị em ngay bây giờ, ngay chỗ mà các ông bà anh chị em đang ngồi, ngay chỗ mà các ông bà anh chị em đang ngồi xem chương trình thờ phượng trên truyền hình, trên trực tuyến. Đức Chúa Trời ở ngay bên cạnh, và ngay chỗ ông bà đang cư ngụ, đang ở đó, có thể đó là cổng thiên đàng, bởi vì nơi đó có Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời muốn tiếp xúc với các bạn chị em. Ông bà chị em rất gần gũi, không phải đi đâu xa, không phải đi đến hành hương ở tại xứ thánh, nhưng ngay tại chỗ của mình Đức Chúa Trời đang ở cùng. Nơi đó có thể là cổng thiên đàng, và ông bà và anh chị em có thể gặp gỡ Đức Chúa Trời và nghe tiếng phán của mình, của Ngài ngay chỗ mình đang ở. Câu chuyện mà chúng ta đọc đó, trong đêm tối mịt mùng giữa trời và trong lòng đầy sự sợ hãi thì Đức Chúa Trời đã hiện ra với Jacob. Trong những bài giảng trước chúng ta đã biết rằng trong Cựu Ước, Chúa Giêsu Christ, ngôi hai Đức Chúa Trời, đã từng hồi từng lúc hiện ra. Và Ngài hiện ra với một hình dạng mà con người, những người thời xưa đó có thể thấy được. Và danh xưng của Ngài là gì? Thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va, the Angel of the Lord, là một nhân vật, là đấng tạo hóa, khác với thiên sứ là những loài thọ tạo. Và trong đoạn Kinh Thánh 28 này, Đức Giê-hô-va đã hiện ra và phán với Jacob mà chúng ta đã nghe đọc.
Các bạn chị em có thấy trong đoạn kinh thánh này có chữ thiên sứ của Đức Giê-hô-va không? Có ai nãy giờ có để ý không? Có không? Ai nói có? Ai nói không? Những người nào nói không là đúng. Trong đoạn kinh thánh này không có dùng chữ thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Chúng ta để ý. Nhưng mà tại sao chúng ta lại nói đây là thiên sứ của Đức Giê-hô-va? Chúng ta có thể dùng những đoạn kinh thánh khác để hiểu cái đoạn kinh thánh này. Ở trong Sáng Thế Ký chương 31, tức là 20 năm sau khi Gia-cốp rời nhà tại Bê-e-xê-ba, thì ông đã nói với hai người vợ của mình là Lê-a và Ra-chên. Ông đã nói ở trong 31 câu 11 như thế này: Thiên sứ của Đức Chúa Trời gọi tôi trong chiêm bao, Gia-cốp, tôi thưa có còn đây. Và trong câu 13, ông nói rằng Đức Chúa Trời phán: Ta là Đức Chúa Trời tại Bê-tên, nơi con đã đổ dầu trên trụ đá và khẩn nguyện với ta. Bây giờ con hãy đứng dậy rời khỏi xứ này và trở về quê cha đất tổ của mình. Đây là những điều mà Đức Chúa Trời phán với ông tại lúc đó, tức là 20 năm sau biến cố mà chúng ta đang đọc. Và ông thuật lại với vợ, hai người vợ của mình. Ở trong hai câu này, ông một lần câu 11 dùng chữ thiên sứ của Đức Chúa Trời, là một cái chữ tương đương synonym với thiên sứ của Đức Chúa Trời. Và trong câu 13 thì ông nói rằng ta, thì Đức Chúa Trời phán với ông rằng ta là Đức Chúa Trời tại Bê-tên. Bê-tên là chúng ta biết là tên mà ông Gia-cốp đặt cho Lu-sơ đó. Như vậy thì thiên sứ của Đức Chúa Trời hay thiên sứ của Đức Chúa Trời chính là Đức Chúa Trời. Và qua hai câu kinh thánh này chúng ta có thể khẳng định là trong đoạn chúng ta đang đọc đó dùng chữ Đức Giê-hô-va nhưng mà là thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Và chúng ta cũng có thêm một cái đoạn kinh thánh khác là sau một thời gian lâu thì Gia-cốp lại tị nạn ở tại Ai Cập. Quý vị có biết câu chuyện Gia-cốp tị nạn ở Ai Cập không? Nói là dài nhưng mà tôi nói ngắn thôi, là có cơn đói đến kém rất lớn. Trước đó thì Chúa đã sai Joseph đi trước, đi định cư trước ở Ai Cập. Và bây giờ thì bảo lãnh cả gia đình qua Ai Cập. Và họ bây giờ đi qua Ai Cập. Họ là những người tị nạn, phải không? Đúng. Là một người phải đi trước để định cư, rồi xong bảo lãnh cả gia đình đi xuống, và Gia-cốp ở Ai Cập. Bây giờ thì ông lớn tuổi lắm rồi, ông sắp chết rồi. Ông mới kêu Joseph và hai đứa con là gì? Manasseh và Ephraim tới để mà ông chúc phước. Và khi chúc phước như vậy thì ông mới đọc cái lời, ông mới nói những cái lời này. Rồi ông chúc phước cho Joseph và hai con: Lạy Đức Chúa Trời mà tổ phụ con là Abraham và Isaac đã thờ phượng, là Đức Chúa Trời đã chăn dắt con từ khi mới ra đời cho đến ngày nay. Ngày nay là lúc ông sắp chết rồi. Là thiên sứ đã cứu con khỏi mọi tai họa, xin Chúa ban phước cho hai đứa trẻ này. Quý vị có thấy không? Ông nói rằng lại Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời chăn dắt con, là thiên sứ đã cứu con khỏi mọi tai họa. Và chữ thiên sứ này tức là thiên sứ của Đức Giê-hô-va, hay chính là Đức Chúa Trời, chứ không phải là một cái thiên sứ thường. Qua những câu kinh thánh này chúng ta có thể xác định là Đức Giê-hô-va mà Gia-cốp đã nằm và thấy trong đêm ở tại Lu-sơ chính là Đức Chúa Giê-xu Christ, thiên sứ của Đức Giê-hô-va trong thời Cựu Ước. Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh vô hình và không ai thấy được. Cho nên chúng ta có thể kết luận một cách đúng là đấng hiện ra an ủi Gia-cốp trên con đường tị nạn chính là Đức Chúa Giê-xu Christ, ngôi hai của Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta trở lại cái đoạn kinh thánh của chúng ta. Gia-cốp rời Bê-e-xê-ba đi đến Charan, và khoảng đường đó dài bao nhiêu? Từ 400 đến 500 mai. 400 đến 500 mai. Và ông đi bằng phương tiện gì? Đi bộ. Đi với ai? Một mình. Không có lừa, không có... Có thể có một cái con vật, kinh thánh không ghi, nhưng mà không có ai là đồng hành hết á. Ông có GPS không? Không. Hồi đó giờ ông có về Cha Rang quay lại lần nào không? Không. Làm sao biết đường đi? Phải không? Và chúng ta thấy là đêm đó ông đã
nghỉ đêm ở ngoài trời và dùng hòn đá để gối đầu và nằm ngủ ở tại đó. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng từ cái chỗ mà ông đi đó, ngủ đó chỉ mới đi được có 50 mai thôi hả? Dạ, mà con đường có thể là tới 500 mai. Và Kinh Thánh nói tiếp là ông nằm mơ thấy một cái cầu thang nối liền từ đất lên trời, và các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên đi xuống trên các bậc thang đó. Mới đây nhà tôi cũng có dột, thành có người thợ tới để sửa mái nhà, thì có cái thang dựng từ đất đi lên, cái thang nó tương tự như vậy nè. Một mình ổng đứng là nó hết chóng hết rồi, làm sao mà tôi leo lên được nữa. Vậy mà cái đây nói là để thiên sứ đi lên đi xuống, và nhiều người đã cảm hứng để vẽ cái bức thang từ đất lên trời giống như vậy đó. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta biết rằng cái thời 3.000 năm trước khi Chúa Giáng sinh, ở tại vùng Lưỡng Hà Mesopotamia, người ta có những cái đền để thờ thần, nó giống như là một cái kim tự tháp vậy, nhưng mà nó thấp hơn. Và phía trên đỉnh đó là một cái đền thờ vị thần của cái xứ đó. Và một người mà muốn thờ lại gặp vị thần của mình đó phải đi từ dưới đất và đi những cái bậc thang đó đi lên tới trên đó để mà thờ. Cái cơ cấu này gọi là tiếng Anh gọi là ziggurat. Quý vị có thể tìm về chữ này. Đây là cái mô hình của một cái ziggurat khác, có những cái đường để đi lên, và ở trên đỉnh là cái đền thờ của vị thần. Mà người nào muốn vào thờ vị thần đó phải đi lên những cái bậc thang đó. Và đây là một cái di tích còn lại ở tại Iraq, là phía trên đã bị thời gian phá hủy rồi, nhưng mà người ta vẫn còn thấy những cái cầu thang đi lên, và đây là hình những cái người đi lên để chúng ta họ so sánh đó. Thành ra cái này không phải là một cái ladder mà là một cái stairway để có thể có thiên sứ đi lên đi xuống. Và trên đỉnh, ở trong đây chúng ta học cái câu Kinh Thánh này thì nói rằng ông mơ thấy một cái cầu thang, và sau đó là thấy Đức Chúa Trời đứng trước mặt ông và phán. Nhưng mà trong cái bản cũ dịch theo nguyên gốc là Đức Chúa Trời đứng ở trên đầu thang. Đức Chúa Trời đứng trên đầu thang, tức là Đức Chúa Trời ở trong cái đền thờ đó. Đây là cái hình ảnh để chúng ta thấy. Thì các bạn chị em sẽ hiểu rõ thêm điều này và câu Kinh Thánh ở trong Giăng đoạn 1 câu 51. Giăng đoạn 1 câu 51 có ghi lại một câu Kinh Thánh mà nếu không hiểu cái điều này, các bạn chị em sẽ không hiểu Chúa Giêsu nói cái gì. Khi Chúa nói chuyện với Nathanael và những môn đồ đầu tiên, thì Chúa nói Chúa gặp Nathanael đang ở dưới bụi cây vả và biết về Nathanael. Sau đó Chúa nói ở câu, trong câu 51 rằng các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. Lên xuống trên người. Bản New Living Translation dịch là the angel of God going up and down on the Son of Man, the one who is the stairway between heaven and earth. Chúa Giêsu chính là cái stairway, chính là cái cầu thang. Cái cầu thang này đó bắt từ đất lên trời. Và Chúa Giêsu là một cái phương tiện để nối liền trời và đất. Và trong cái câu chuyện này chúng ta thấy hình ảnh Đức Giê-hô-va đứng ở đầu cầu thang ở trên để mà nói với Gia-cốp. Thì cái hình bóng về cái stairway đều là nói về Chúa Giê-xu hết. Chúng ta nhớ ở câu Giăng đoạn 14 câu 6, quý vị có thể đọc thuộc lòng không? Ta là, Chúa Giê-xu nói gì? Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Chúa Giêsu chính là cái con đường duy nhất để một người có thể từ đất lên trời. Và cái thải tượng mà Chúa bày tỏ cho Gia-cốp ở đây để cho thấy rằng Đức Thiên Sứ của Đức Va hay là Chúa Giêsu Christ chính là Đức Chúa Trời đang hiện ra với ông.
và Ngài cũng là đấng tung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. Ở trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 5, quý ông và anh chị em có thể thuộc lòng không? Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và một đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người là Đức Chúa Giêsu Christ, cũng là người. Ngài là đấng thần nhân, Ngài là đấng để nối liền trời và đất. Chúng ta cảm ơn Chúa. Thưa các bạn chị em, đây là con đường duy nhất để một người gặp gỡ Đức Chúa Trời. Và chính tại chỗ mà Gia-cốp đang ngủ đó, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho ông biết rằng bởi Đức Chúa Giêsu Christ, đấng sẽ giáng sinh sau mấy ngàn năm sau, sẽ là đấng để đem ông vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và giờ đây ông đang ở trong sự hiện diện của Ngài. Và Kinh Thánh cũng nói tiếp, Đức Giê-hô-va đứng trước mặt ông, hay là đứng trên đầu của cầu thang và phán: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham tổ phụ con, cũng là Đức Chúa Trời của Isaac. Ta sẽ ban cho con và dòng dõi con đất mà con đang nằm ngủ. Ở đây chúng ta biết rằng Đức Giê-hô-va đây chính là thiên sứ của Đức Giê-hô-va, hay là Chúa Giê-xu. Vì chỉ có ngôi hai Đức Chúa Trời là hiện ra với con người để có thể thấy được, chứ còn Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh chúng ta biết rằng vô hình và không thể nào thấy được. Đức Chúa Trời đã tìm kiếm Gia-cốp. Gia-cốp đi tị nạn và tìm kiếm một nơi trú ẩn. Ông không có đi kiếm Đức Chúa Trời, nhưng mà tại con đường mà ông đi đó, Đức Chúa Trời đã tìm kiếm ông và đã hiện ra gặp gỡ với ông. Đức Chúa Trời luôn luôn đi bước trước. Các bạn em có biết điều đó không? Nhiều khi chúng ta tưởng rằng chúng ta đi tìm Đức Chúa Trời. Không, nếu Đức Chúa Trời không tìm các ông bạn chị em thì các ông bạn chị em không thể nào tìm gặp được Đức Chúa Trời. Ngài tìm kiếm chúng ta trước. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta khi chúng ta là gì? Là tội nhân, là người có tội. Có nghĩa là chúng ta đang là một người chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Trong lúc đó, trong lúc chúng ta còn chống với Ngài, không phải là một người đạo đức, tử tế, đáng yêu thương, thì Ngài đã sao? Đã sai con Ngài đến thế gian để chịu chết vì chúng ta. Luôn luôn Đức Chúa Trời là đấng đi bước trước. Và ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã hiện ra với Gia-cốp. Ngài đã tìm kiếm ông. Trước đây ông chưa bao giờ nghe đến Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va, mà hôm nay Ngài hiện ra. Cho nên Ngài đã nói rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham tổ phụ con, cũng là Đức Chúa Trời của Isaac. Đây là một cách giới thiệu, và có thể đây là hai cái reference để ông biết rằng đây là đáng chân thành, đáng tin cậy. Và Chúa cũng đã hứa với ông là dòng dõi thế hệ thứ ba, mà Chúa hứa rằng sẽ ban cho con và dòng dõi của con đất mà con đang nằm ngủ. Thưa ông bà chị em, nếu các ông bà chị em lần đầu tiên ra khỏi trại tị nạn, xách cái giỏ điện đó, mà ai nói rằng 20 năm sau các ông bà chị sẽ có nhà cửa và xe cộ đầy đủ, các ông chị em có thấy bình an không? Bình an phải không? Lúc đó mình được ốm nhất mà xách cái giỏ điện, mình không biết tương lai sẽ đi ra thế nào, đến đất Mỹ sẽ sống ra làm sao. Nhưng mà có người nói đừng có lo, 20 năm nữa thì sẽ có nhà cửa xe cộ đất đầy đủ. Đây là cái điều mà Đức Chúa Trời đã hứa với Gia-cốp. Một người ra đi có lẽ là xách một cái giỏ này, tài sản ít ỏi thôi, một người không có gì hết. Trước đây đầy tớ của Abraham khi đi đến gặp La-ban để rước ông bà Rebecca về làm dâu cho Abraham á, thì vàng bạc châu báu đủ thứ hết. Nhưng Gia-cốp bây giờ đi ra đi không có gì hết, đến nhà của La-ban không có cái gì hết. Muốn cưới ra trên thì làm xính lễ là gì? Lao động, lấy sức lao động ra 7 năm để cưới vợ. Chúng ta thấy là hoàn cảnh của ông vậy. Nhưng mà Đức Chúa Trời biết ông trong hoàn cảnh đó, nên hứa là sẽ ban cho ông đất này. Thưa các bạn chị em, cuộc đời của chúng ta vậy. Đôi lúc chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn về tài chính, đang không biết tương lai như thế nào, nhưng mà Đức Chúa Trời
luôn luôn có một cái chương trình tốt đẹp cho chúng ta. Ngài có một lời hứa phù hợp cho những người tị nạn, nghèo khổ và vô gia cư. Và Ngài cũng hứa rằng dòng dõi của con sẽ đông như cát, lan tràn khắp Đông Tây Nam Bắc, và mọi gia tộc trên đất sẽ nhờ con và dòng dõi con mà được phước. Cái lời hứa này là lời hứa của Chúa cho Abraham, lời hứa của Chúa cho Isaac. Nhưng mà bây giờ một người độc thân, không vợ, không con, không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, mà sao Chúa lại nói cái chuyện này? Một người mà cái tên, nội nghe cái tên cũng thấy xấu hổ rồi đó. Một cái tên tím đoạt. Và ông Esau kia nói, có phải là nó bị tên là Jacob cho nên nó tím đoạt phước của con chăng? Và một cái người mà tai tiếng như vậy và phải chạy ra đi trốn để lấy sự sống của mình như vậy, mà vì cớ mình làm một cái chuyện gì? Cướp phước của anh mình. Trong giờ phút này ông suy nghĩ, cái chuyện mình cướp phước của anh có phước thiệt không? Mà bây giờ gia đình chia rẽ như thế này, không biết ngày nào gặp lại cha, gặp lại mẹ, không biết anh mình có tha thứ, có ngày giờ tới chết có gặp lại anh không, hay là anh cũng tìm cách giết mình. Mình đã làm một cái chuyện thiệt là xấu hổ, một đúng cái tên của mình, một người xấu hổ như vậy. Nhưng mà Đức Chúa Trời biết, và Ngài nói một câu mà có thể an ủi là dòng dõi mọi gia tộc trên đất sẽ nhờ con và dòng dõi con mà được phước. Thưa các bạn chị em, cuộc đời các bạn chị em có thể đánh bỏ, không có xứng đáng. Trong quá khứ có thể mình có biết bao nhiêu tội lỗi, bây giờ mình cũng đến gặp Chúa cũng hổ thẹn, không dám cầu nguyện nữa. Nhưng mà Đức Chúa Trời yêu thương, khi Ngài đã chọn ông bà anh chị em, Ngài có thể biến đổi cuộc đời của ông bà anh chị em để trở thành một nguồn phước cho những người chung quanh, cho vợ, cho chồng, cho con của mình, cho những người làm việc chung của mình, và cho những người ở trong hội thánh, cho hàng xóm của mình. Đức gặp gỡ Chúa Giêsu sẽ biến đổi cuộc đời chúng ta, từ một người không có danh dự, một người xấu xa, trở thành một nguồn phước. Chúng ta đã gặp bao nhiêu người nghiện ma túy và được Chúa biến đổi, và sau đó họ đã sống như thế nào? Và đây là cái lời mà Chúa Giêsu nói với Gia-cốp. Nói với Gia-cốp, mỗi người chúng ta cũng vậy. Chúng ta hãy gặp Chúa và Chúa sẽ biến đổi cuộc đời chúng ta trở nên một người tốt đẹp, ích lợi cho những người xung quanh. Và Ngài cũng hứa rằng ta sẽ ở với con đi đâu ta sẽ theo gìn giữ đó, và đem con trở về xứ này, ta không bao giờ bỏ con cho đến khi ta hoàn tất những điều ta đã hứa với con. Không biết nhà tôi ở đây có nhớ cái bản bằng cái bản quên cái tên. Có cái câu chữ là ta ở với con đi đâu ta theo gìn giữ đó, thì chúng tôi mua ở tại Việt Nam trước khi đi sang Hoa Kỳ, và chúng tôi treo cái đó ở phòng khách, cái cục câu đó ở phòng khách. Và mỗi lần nhìn ở đó, khi gặp những sự khó khăn, không biết ở tại Mỹ này nó sẽ như thế nào, mình đã bỏ bao nhiêu chuyện qua đây rồi, bây giờ cuộc đời sẽ ra sao, những giờ phút đó nhìn lên cái tấm bảng đó, thì ta ở với con đi đâu ta sẽ đi theo gìn giữ đó. Thưa các bạn, nhận đây là một cái lời hứa tuyệt vời của Đức Chúa Trời dành cho những người tị nạn. Ta ở với con, ta sẽ theo gìn giữ con, ta không bao giờ bỏ con. Các bạn cha mẹ thuộc điều này, và trong bất cứ hoàn cảnh nào, hoàn cảnh mà chúng ta tuyệt vọng, chúng ta ngã lòng, chúng ta bị trầm uất hơn hết á, hãy nhớ đến câu này. Chúa nói rằng Chúa ở cùng, Chúa sẽ gìn giữ, và Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Thật là tuyệt vời khi Gia-cốp nghe những lời này. Trong hoàn cảnh của ông nghe điều này thật là khích lệ. Và chúng ta cảm ơn Chúa một điều là Đức Chúa Trời hứa với Gia-cốp mà không cần Gia-cốp phải làm điều gì trước. Quý vị có thấy điều đó không?
Ngài không đòi hỏi là Gia-cốp phải trở nên một người tốt trước, Gia-cốp phải tìm kiếm Ngài trước, Gia-cốp phải đồng đi với Ngài trước thì Ngài sẽ ở cùng và ban cho những phước hạnh. Không. Ngài đã nói, đã hứa ban phước cho ông trước khi ông có thể đáp ứng với lời hứa và sự kêu gọi của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời yêu cầu Gia-cốp phải xứng đáng để mà có thể nhận được phước hạnh của Ngài thì thế nào? Gia-cốp sẽ thất bại. Gia-cốp là một người lúc nào cũng nghĩ về mình, muốn giành giật mọi tốt dự tốt nhất của người khác cho mình, một người luôn luôn đi chiếm đoạt của người khác, một người vị kỷ như vậy, không thể nào xứng đáng để mà nhận được phước nữa. Nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót những người tội nhân, những người không xứng đáng, không xứng đáng, và Ngài đã ban phước trước. Thưa các bạn dân, không ai tự mình có thể bước lên thiên đàng nếu trước hết Chúa Giêsu Christ không từ trên thiên đàng bước xuống với họ. Không ai tự mình có thể bước lên thiên đàng nếu trước hết Chúa Giêsu Christ không từ trên thiên đàng bước đến với họ. Amen. Đó là gì? Đó là ân sủng. Amazing Grace. Amazing Grace. Đó là ân sủng của Chúa. Chúa ban cho một người không xứng đáng. Thưa các bạn chị em, ông bạn chị em đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa như thế nào? Ngài luôn luôn chờ đợi. Ngài muốn ban cho các bạn chị em những điều tốt lành nhất. Ngài muốn ban cho chúng ta một chương trình tốt nhất. Hãy đến với Ngài. Và cái câu hứa của Chúa thật là tuyệt vời, đó là ta sẽ ở cùng ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi. Thưa các bạn chị em, Đức Chúa Trời Ngài sẽ ở cùng chúng ta. Buổi sáng nay Chúa cũng phán với mỗi ông bạn chị em, dù rằng đang ở hoàn cảnh bi đát nào, hãy nghe tiếng của Ngài đang phán là Ngài sẽ ở cùng và Ngài sẽ đi với chúng ta. Những người nào có những tấm lòng nặng trĩu lo lắng ở trong cái vùng đất mới thì hãy nhớ rằng Chúa Giêsu luôn ở cùng và không bao giờ bỏ chúng ta. Trước khi Chúa Giêsu về trời, Ngài đã hứa với các môn đồ một câu, quý vị nhớ câu gì không? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28. Và này ta sẽ ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Không phải một năm, hai năm, mà luôn cho đến tận thế. Vì vậy, chúng ta đừng có nhờ cậy bất cứ điều gì của sức lực chúng ta. Đừng nhờ cậy bất cứ điều gì của trần gian này. Ở trong Timothy-Hebrew đoạn 13 đã nói rằng chớ tham tiền, hãy lại hài lòng với những gì mình có, vì chính Đức Chúa Trời có phán ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu. Lý do người ta phải làm nhiều tiền và chất chứa trở lại bởi vì không biết ngày mai sẽ ra sao, không biết tương lai của mình về hưu sẽ sống thế nào, và chất chứa nó thành ra một cái thói quen, và đến nỗi có thể cái điều mà họ chất chứa có thể sống 1000 năm cũng không hết. Tôi nói đến các tỷ phú có lẽ các ông bà chị không có, nhưng mà họ sống nhiều cuộc đời như vậy với cái số tiền mình chất chứa. Kinh Thánh nói không, trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và Ngài sẽ cho chúng ta cơm ăn áo mặc. Ta chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu, đó là lời hứa của Chúa. Như vậy chúng ta có thể mạnh dạn mà nói Chúa giúp đỡ tôi sẽ không sợ, người đời làm đi tôi, lời của Chúa. Tôi đi nhanh Gia-cốp hứa nguyện cùng thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Gia-cốp thức giấc và nói, thật Đức Giê-hô-va đang ngự tại nơi này mà tôi không biết. Ông phát sợ và nói, nơi này thật đáng sợ, đây chính là đền của Đức Chúa Trời, chính là cổng thiên đàng. Buổi sáng dậy thì ông thấy cái gì ở tại đó? Quý vị, sáng ngủ dậy thì ông thấy cái gì ở tại chung quanh đó? Đá, đá và đá, không có cái đền nào á. Nhưng mà tại sao ông nói là đây thật là đền của Đức Chúa Trời và chính là cổng của thiên đàng? Nơi nào có sự hiện diện của Đức Chúa Trời,
đó là thiên đàng. Và khi các bạn cho em đi đâu, sự hiện diện của Đức Chúa Trời đi theo đó, thì chỗ đó là thiên đàng. Chỗ đó là thiên đàng. Đừng có nghĩ rằng mình có nhiều tiền, mình có những cái job tốt thì mới là thiên đàng. Dù rằng mình đang khó khăn đi nữa, mà nơi đó có Đức Chúa Trời, chỗ đó cũng là thiên đàng, cũng là cổng của thiên đàng. Và Kinh Thánh cũng nói là sáng hôm sau thì ông lấy dầu sức lên trên cây trụ và ông đặt tên chỗ đó là Bê-tên. Bết tức là nhà, còn El tức là Đức Chúa Trời. Bê-tên có nghĩa là nhà của Đức Chúa Trời. Và chỗ nào có Đức Chúa Trời là nhà của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn chị em, quý vị ngồi ở đây đúng là nhà của Đức Chúa Trời. Nhưng mà về nhà đó, có Đức Chúa Trời ở cùng với anh chị em thì chỗ đó là nhà của Đức Chúa Trời. Khi một người chưa biết Chúa bước vào nhà thờ này mà thấy Đức Chúa Trời ở giữa các anh chị em thì họ biết rằng đây là nhà của Đức Chúa Trời. Nếu họ bước vào trong ngôi nhà thánh đường thấy các bạn chị em hát ngợi khen Chúa đủ các thứ mà họ không thấy Đức Chúa Trời đâu cả, chỉ thấy con người cãi lộn với nhau, thì đó không phải là nhà Đức Chúa Trời. Và họ sẽ không trở lại, họ đi vô cửa trước và họ đi ra cửa sau. Khi họ bước vào ngồi trong ngôi nhà này mà biết rằng có Đức Chúa Trời ở cùng các mình chị em, họ sẽ trở lại, họ sẽ trở lại. Điều đó là chắc chắn. Bởi vì con người ai cũng có một nhu cầu, và chỉ có Đức Chúa Trời là đáng đáp ứng với họ mà thôi. Và Gia-cốp cũng đã khấn nguyện, nếu Đức Chúa Trời ở với con, gìn giữ con trong lúc đi đường mà ban cho con bánh ăn áo mặc và cho con được bình an trở về nhà cha của con, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời của con. Đây có phải là lời cầu nguyện không? Có lẽ các ông bà anh em cũng thường cầu nguyện vậy. Xin cho con đồ ăn đủ dùng ha, cho con ăn áo mặc. Quý vị cầu nguyện là xin cho đủ dùng hay là cho dư dùng hay là cho để chất chứa? Ở đây chắc có lẽ Gia-cốp đó ban cho con bánh ăn áo mặc, nhiều đó là đủ rồi. Nhưng mà đây chúng ta chú ý chữ nếu. Rất nhiều người chưa tin Chúa hay là mới biết Chúa. Nếu Đức Chúa Trời chữa bệnh cho tôi sẽ tin Đức Chúa. Nếu Đức Chúa Trời ban cho con công việc làm, con sẽ tin Chúa. Nếu Đức Chúa Trời làm gì đó, con sẽ. Gia-cốp với đức tin của ông cũng nếu. Nếu Chúa bỏ đói con, con không có thờ phượng Chúa nữa. Quý vị, ở đây chúng ta có lẽ dùng chữ vì nó sẽ đúng hơn phải không? Vì có Đức Chúa Trời ở với con, gìn giữ con trong lúc đi đường và ban cho con côn mang áo mặc và cho con được bình an trở về nhà cha của con, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời chính là Đức Chúa Trời của con. Quý vị, chúng ta phải cầu nguyện như vậy. Vì Đức Chúa Trời đã làm cho con bao nhiêu điều. Khi tôi có thì giờ để suốt mấy tuần để ngồi suy nghĩ mà kể đếm lại những ơn phước mà Chúa làm, từ đó cho đến tôi sắp lìa đời thì tôi mới thấy rằng wow, Đức Chúa Trời thật là tốt lành. Ngài làm bao nhiêu điều. Ngài chính là Đức Chúa Trời của con. Đức Chúa Trời của con. Nếu chúng ta đọc câu chuyện của cuộc đời của Gia-cốp thì cái câu thì Đức Chúa Trời Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời của con nó thật ý nghĩa. Khi ông cuốc phước của Y-sác trước đó mấy ngày và ông giả làm Ê-sao để mà vào đưa thức ăn thịt giống như thịt rừng cho Y-sác, thì Ê-sác nói như thế này: sao con săn được nhanh thế? Thì lúc đó là lòi ra rồi, làm gì mà lẹ vậy? Bởi vì mẹ đã bắt con dê để mà làm thế. Nhưng mà Gia-cốp nói như thế nào? Nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của cha giúp con được may mắn. Nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ai? Của cha. Trong giờ phút này ông chưa hề biết Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi. Và có rất nhiều con cái Chúa, Đức Chúa Trời của mục sư, Đức Chúa Trời của người này, Đức Chúa Trời của kia, nhưng mà chưa hề biết Đức Chúa Trời của chính mình. Có thể là Đức Chúa Trời của ông nội, Đức Chúa Trời của ba, nhưng mà chưa có thể nói Đức Chúa Trời của con.
Chúng ta phải tiến lên một cái bước là chúng ta có một mối liên hệ cá nhân với Đức Chúa Trời, và chúng ta có thể nói rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của con, Đức Chúa Trời của con. Và đức tin cũng như sự hiểu biết của cá nhân của chúng ta qua những chặng đường của cuộc đời, qua những thử thách, qua những sự khó khăn, sẽ giúp chúng ta biết Đức Chúa Trời là ai. Và kinh nghiệm đó sẽ giúp cho chúng ta biết Đức Chúa Trời chính là Đức Chúa Trời của con. Đức Chúa Trời của con không thể nào là Đức Chúa Trời của một người nào khác, một người trong gia đình của bạn. Chúng ta không thể nào thuật lại về quyền năng của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của những người khác mà chính mình không thuật lại những điều mà Chúa đã làm trong cuộc đời của chính mình và nói rằng Đức Chúa Trời của con. Ông cũng đã hứa dâng một phần mười cho Chúa. Có lẽ chúng ta cũng sẽ có những người hứa với Chúa trong những cái biến cố đặc biệt, nhưng mà rồi sau đó thì chúng ta quên. Khi cầu nguyện Chúa giải cứu, nhưng mà sau đó rồi thì ngày Chúa Nhật của tôi, chứ không nhớ đến Chúa nữa. Thưa các mình xem bài học buổi sáng hôm nay để cho chúng ta mấy điều này. Điều thứ nhất, chúng ta biết chính Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Ngài hiện hữu từ trước vô cùng trong cõi đời đời. Ngài hiện hữu khi chưa có vũ trụ trời đất này, và lúc đó đất còn vô hình và trống không, vì chính Ngài là đấng tạo hóa. Và điều thứ hai, Ngài là ngôi hai của Đức Chúa Trời, và Ngài từng lúc đã đến với mỗi một con người trong hoàn cảnh riêng của họ, dù đó người đó là những người hèn mọn như Aga, hay là những người tị nạn như Jacob, những cuộc đời tầm thường, những hoàn cảnh bi đát, nhưng hơn hết thì Ngài cũng đã đến với họ, và Ngài đã đến trước, không phải là chờ họ tìm kiếm Ngài. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đã hiện ra với Aga trước khi bà kêu cầu, và thiên sứ của Đức Giê-hô-va đã hiện ra với Gia-cốp trong khi ông đi tìm kiếm một nơi tị nạn. Và thưa các bạn chị em, buổi sáng hôm nay tôi cũng muốn nhắc Đức Chúa Giê-su Christ, ngôi hai của Đức Chúa Trời, là thiên sứ của Giê-hô-va trong cổ ước, cũng đang tìm kiếm và đang ở gần các bạn chị em. Ngài muốn biến những giọt nước mắt, những sự đau buồn, những sự khốn khổ, những đau bệnh tật trong cuộc đời của anh trở thành phước hạnh. Nên buổi sáng hôm nay tôi mời gọi các bạn chị em hãy tiếp nhận Ngài, vì Ngài là đấng an ủi, Ngài là đấng toàn năng. Chúa Giêsu Christ đấng cứu giúp mọi người tị nạn, mọi người khó khăn. Xin chúng ta cùng hướng lòng với Chúa để cầu nguyện.